Vừa qua, báo Tầm Nhìn có nhận được đơn phản ánh của hơn chục hộ dân ở thị trấn Quốc Oai tố chính quyền Ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai lạm dụng quyền lực ép người dân gây khó khăn trong việc phát triển kinh tế trang trại. Trước đó, từ những năm 2007, trên loa truyền thanh của địa phương, Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Xá thông báo về việc phát triển kinh tế trang trại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở huyện Quốc Oai, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi từ năm 2007 đến năm 2013, phù hợp với các vùng úng trũng, nhất là khu vực Chắn Gò, là vùng úng trũng. Số diện tích này trước đây canh tác là một vụ lúa, một vụ mạ và diện tích là thùng đấu, hố đấu, sản xuất thường gặp khó khăn. Vụ xuân thì thiếu nước, vụ mùa thì ngập úng nên hiệu quả kinh tế thấp. Nắm bắt được chủ trương của Đảng và Nhà nước, Ban Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Xá đã thông qua Đại hội đại biểu xã viên thường kỳ năm 2007, được thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2007 về việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi đã được sự đồng tình nhất trí cao của bà con nông dân. Ban Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Xá đã lập tờ trình xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mô hình nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi tổng hợp và trồng cây ăn quả ở khu vực Chắn Gò. Ngày 4 tháng 7 năm 2007, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã phê duyệt quyết định số 1032 QĐ-UBND dự án chuyển đổi diện tích cây lúa hiệu quả thấp sang mô hình thả cá kết hợp chăn nuôi tổng hợp khu vực Chắn Gò. Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Xá giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Xá quản lý dự án. Tôi gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là cái thời hạn hợp đồng là nó ngắn quá. Thế cái thứ hai nữa là giờ muốn làm một tí cái mái hiên để cho gà nó đỡ bị mưa, nó đỡ hắt quây thôi, thế cũng không được. Bây giờ nó làm ăn thế thì làm thế nào, thì giờ cứ hô ao chúng tôi là phát triển chăn nuôi thì làm trồng cây nọ trồng cây kia, nhưng mà chả mở cửa, thế thì làm sao chúng tôi làm được. Thế nhưng mà đấy, năm ngoái đấy thì mưa ngập mặt lên đây khoảng 50 phân nước, gà này ngập hết thì cho chạy lên đê. 6.000 gà thì nó chết, phải mất nghìn hơn nghìn con. Tin tưởng vào chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước, chính quyền, người dân mới vay vốn, đầu tư vào mô hình trang trại. Nhưng đến nay, chính quyền Ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai lại cho là chính sách trước đây sai về mặt pháp lý và đang đòi lại đất. Cho rằng nhân dân đang lấn chiếm đất công, liên tục đưa ra các văn bản sai pháp luật, không để cho người dân phát triển kinh tế. Hiện nay, người dân cho biết nếu không được thuê thầu 5 năm một lần như hợp đồng thời kỳ đầu, như các lãnh đạo các nhiệm kỳ trước hứa hẹn, sẽ khiến cho người dân không yên tâm sản xuất, nơm nớp lo sợ, nguy cơ đứng trước bờ phá sản. Chúng tôi là thầu theo dự án của huyện phê duyệt, kể cả ủy ban. Thế thì trong quá trình làm thì sau khi ban quản lý của người ta nghỉ cái là ông mới lên là bảo thu hợp đồng của chúng tôi để làm lại ký. Thế nhưng sau đó là ủy ban đình chỉ không cho ký và bắt đầu một năm cho tạm thời. Sau cái là cho khơi có dễ sang năm cái là bắt đầu là cho ký một năm. Đó. Một năm lại nâng sản, nâng lên 6 cân. Và sang năm nay lại nâng lên, tức là mùa thanh ra 180 cân, nâng lên 20 cân nữa. Thế mà trong lúc đó chúng tôi làm đây trước là cái mặt bằng đây là dân bỏ không, hố nồng hố sâu, không làm được nông nghiệp thì bắt đầu giao cho bỏ tiền ra múc đắp bờ trồng cây trang trại. Như thế đến giờ làm đến đây đâm ra chúng tôi làm ăn nó không được có tư tưởng, vì có năm một thì không được có tư tưởng mà làm được. Cái điều kiện chăn nuôi nó còn phải cao thoáng hơn đấy, mà chuồng trại thì hơi thấp, có 2,5 mét thôi, muốn nâng lên thì cũng không thể nâng được, mà thấp như này nó nóng ấy, con trâu nó không phát triển được. Tại sao lại không được lưng lên? Bởi vì nếu như cơi nới bây giờ đều phải là phải hỏi chính quyền không đồng ý cho xây cơi nới hay là xây dựng cái chuồng trại thêm. Còn riêng đối với thị trấn là quy hoạch thị trấn sinh thái chứ không phải quy hoạch nông thôn mới. Thế thì đến nay chúng tôi đang làm các thủ tục để trình, còn các cái vùng đất nông nghiệp vùng bãi thì xin quy hoạch chuyển đổi như thế nào, chuyên canh trồng lúa hay là chuyên canh, hiện nay chúng tôi đang đề xuất là chuyên canh trồng hoa kết hợp với trồng cây ăn quả. Thế còn liên quan đến chỗ ý kiến bác Hùng là trước đây là vùng đầu đâu,
gia đình được cải tạo để như hiện nay. Thế thì các bác phải nói về, tất nhiên về mặt này, quyền lợi của gia đình thì các bác cũng nói vậy thôi, nhưng mà nếu mà đối chiếu thực quyền đất đai thì bác cũng vi phạm đất đai. Thế thì đất đai nhà nước giao cho bác đất như thế nào thì bác sử dụng đất đúng hướng như đó. Trong dự án phát triển trang trại, được phép xây dựng nhà cấp 4, lán trại để đảm bảo chăn nuôi, sản xuất, trông nom tài sản và là kho chứa dụng cụ sản xuất. Nhưng hiện nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai không cho xây dựng theo đúng dự án mà gây khó khăn, lạm dụng chức năng và quyền hạn, cưỡng chế, không tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế trang trại. Dàn nhà này là nó chỉ có khoảng 16 mét vuông để trông nom tài sản của tôi. Vì mỗi một lần tôi chăn nuôi 5-6 nghìn con gà, bao nhiêu cám, bao nhiêu đồ dùng thì tôi phải có cái chỗ để tôi để chứ. Thế mà nhưng mà trong khi đó là địa phương xuống là bắt phá hai lần phá bỏ. Đấy, vết cát vẫn còn nguyên đấy, tôn tiếc vẫn kia, mà tôi làm toàn bằng tôn, xung quanh bằng tôn mà mái lợp bằng tôn, chứ không có xây dựng gì cả. Trong hợp đồng kinh tế cũng nêu rõ, khi nào nhà nước có dự án thì mới thu hồi lại. Vậy không biết hiện tại có dự án nhà nước nào trên khu vực đất người dân đấu thầu không? Phải chăng Ủy ban nhân dân thị trấn Quốc Oai bác bỏ toàn bộ dự án cũ đã được Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai phê duyệt trước đó? Việc cưỡng chế các trang trại lấy lại quỹ đất để làm gì? Đề nghị công khai phương án sử dụng quỹ đất sau cưỡng chế hay lại để hoang hóa nhằm gây thiệt hại kinh tế cho người dân? Đề nghị các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc làm rõ vụ việc trên, tránh gây tổn thất cho người dân.